khu vực này đã người ta đã bán hết rồi. Về đây, không sang kia đâu, nhanh, quay lại nhanh. Anh thấy mình mua ngọt không nè? Không, bây giờ, anh thường sờ cái chứ, con ấm thế này. Hơn 30 năm ở trên này được.
thấy là xa xa những người nam và những người nữ mặc những trang phục truyền thống rất là đẹp. Đây là dân tộc Nùng, một trong những dân tộc thiểu số phổ biến ở Lạng Sơn. Rất là đông, mọi người đang đi chảy hội. Vâng, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Một lần nữa, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Và nhớ đừng quên chia sẻ video cũng như là bấm đăng ký để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.